nằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày 2 tháng 9 năm 2023, Đồn Biên phòng Non Nước phối hợp với Hội Chữ thập đỏ phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người có công, người cao tuổi, hộ nghèo trên địa bàn phường. Ngay từ sáng sớm, các tình nguyện viên Chữ thập đỏ, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Non Nước đã có mặt tại phường để thực hiện các khâu trong quy trình khám, tư vấn và cấp phát thuốc. Thì đây là một cái việc làm rất là ý nghĩa, nó mang cái tính chất rất là nhân văn và cũng đồng thời nó gắn liền cái tình đoàn kết quân và dân kháng khí hơn. Hơn 100 người có công với cách mạng, người cao tuổi, hộ khó khăn của địa phương đã được các y bác sĩ khám tổng quát, tư vấn cách sử dụng thuốc, hướng dẫn các biện pháp chăm sóc sức khỏe, cách phòng tránh, phát hiện sớm một số bệnh phổ biến thường gặp ở người cao tuổi và cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng. Được về khám, về cấp thuốc cũng như tư vấn miễn phí cho bà con nhân dân và những người có công, người nghèo của phường Khuê Mỹ. Đó là cái vừa là trách nhiệm nhưng cũng là qua cái công việc này thì cũng góp phần nâng cao cái mối đoàn kết quân dân. Chương trình khám bệnh cấp thuốc miễn phí là một hoạt động xã hội có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tình cảm, sự biết ơn đối với những người có công với cách mạng, góp phần thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về công tác đền ơn đáp nghĩa, đồng thời thể hiện tinh thần nhân đạo giúp đỡ, chia sẻ khó khăn, chi phí khám chữa bệnh cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.